Mất ngủ được xem là một trong những thói quen gây ảnh hưởng tới sức khỏe rất nghiêm trọng. Một người bình thường phải ngủ đủ 6 đến 8 tiếng một ngày. Nếu ngủ không đủ giấc, nguy cơ mắc bệnh tim mạch, rối loạn hệ thần kinh, đột quỵ là không thể tránh khỏi. Hãy cùng tìm hiểu về 7 cách trị mất ngủ tại nhà đơn giản và hiệu quả nhất cho sức khỏe tốt, và cùng chia sẻ để mọi người khắc phục căn bệnh khó trị này nhé. Phương pháp 60 giây mỗi ngày. Theo Daily Mail, tiến sĩ Andrew World vừa đưa ra kỹ thuật thở 4-7-8. Đây được coi là một liều thuốc an thần giúp giảm căng thẳng, có thể ngủ sâu trong 60 giây mà không cần dùng thuốc. Phương pháp này sẽ giúp bạn tăng lượng oxy đến phổi, giúp hệ thần kinh thư giãn, tăng khả năng giữ bình tĩnh và giúp bạn đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Thư giãn cơ thể với âm nhạc, nghe một chút nhạc nhẹ khoảng 10 phút mỗi ngày giúp bạn có một giấc ngủ sâu và ngon hơn. Bạn có thể tải những bài hát được chơi bằng các loại nhạc cụ như piano, guitar, nhẹ nhàng, êm ái và vô cùng sâu lắng. Âm nhạc không chỉ là một người bạn mà còn là một bài thuốc bổ giúp xua tan mọi ưu phiền, căng thẳng trong cuộc sống. Cân bằng chế độ dinh dưỡng, thực phẩm rất quan trọng đối với cơ thể trong việc duy trì sự sống mỗi ngày. Tuy nhiên, để có một chế độ ăn hợp lý, bạn cần thiết lập mức dinh dưỡng cần đáp ứng cho mỗi ngày, cho mỗi hoạt động để tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu năng lượng sau mỗi bữa ăn. Ăn nhiều rau củ quả để cung cấp nguồn chất xơ, hạn chế ăn thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, dầu đạm như thịt, trứng, đậu. Và nên ăn những khung giờ cố định, sau 8 giờ tối bạn không nên ăn nhiều thức ăn vì dễ gây nên chứng trào ngược axit trong dạ dày, khả năng dẫn tới mất ngủ là rất có thể xảy ra. Tắm nước ấm trước khi đi ngủ. Tắm nước ấm giúp lỗ chân lông thoát khí, cơ thể thư giãn, tinh thần sảng khoái hơn. Tạo thói quen tắm với nước ấm mỗi ngày giúp bạn ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, không được tắm quá khuya vì rất dễ gây hại đến sức khỏe. Dù cho bạn tắm nước lạnh hay nước ấm thì cũng không nên tắm sau 11 giờ đêm. Sau khi tắm, bạn có thể thư giãn bằng cách massage một vài bộ phận trên cơ thể như mặt, tay, chân. Không uống cà phê, trà sau buổi trưa. Nếu bạn là người có thói quen uống trà, cà phê vào mỗi ngày thì nên hạn chế uống sau 0 giờ chiều vì điều này rất dễ gây chứng mất ngủ vào buổi tối. Thay vào đó, bạn nên uống tim sen, trà hoa cúc hoặc nước táo tàu. Trước khi đi ngủ, bạn nên dùng một ít nước gừng ấm giúp cho cơ thể thư giãn hơn và đi vào giấc ngủ. Tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục đều đặn mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể rắn chắc, sức khỏe dồi dào mà còn giảm nguy cơ mất ngủ một cách đáng kể. Bạn hãy tập thể dục vào mỗi buổi sáng bằng cách chạy xe đạp, chạy bộ, đi bộ, tập những động tác cơ bản, hít thở không khí tươi mát. Vào buổi tối, không nên hoạt động quá nhiều, bạn chỉ cần tập những bài yoga nhẹ nhàng, ngồi thiền tĩnh tâm và thư giãn cơ thể. Đọc sách trước khi đi ngủ, đọc một quyển sách hay khoảng 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày giúp cơ thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Hãy dẹp những thiết bị điện tử như điện thoại, laptop, máy chơi game và thay vào đó là những cuốn tiểu thuyết dạy tập, những cuốn sách nói về nghị lực sống, thay đổi bản thân. Đọc sách không những giúp bạn tiếp thêm một vốn kiến thức mà còn giúp não bộ thư giãn, cơ thể được nghỉ ngơi tốt hơn.